Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, với quyết tâm đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử, xã Giao An đang tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trước, trong và sau bầu cử để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Xã đã tiến hành phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng bệnh COVID-19 tại 6 trên 6 điểm bầu cử. Để cuộc bầu cử được diễn ra an toàn, Ban chỉ đạo bầu cử xã Giao An đã đặc biệt quan tâm chú trọng đến các phương án phòng chống dịch COVID-19, quyết tâm kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập lây lan trên địa bàn, đồng thời đảm bảo công tác y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo sức khỏe cho ứng cử viên, cán bộ tham gia công tác bầu cử và cử tri trước, trong và sau bầu cử, tổ chức phun tiêu độc khử trùng tại các khu vực bỏ phiếu và khuôn viên nơi bỏ phiếu. Cùng với việc phun tiêu độc khử trùng tại các điểm bỏ phiếu, xã cũng đã chủ động chuẩn bị nước sát khuẩn, khẩu trang để phục vụ cho cán bộ và cử tri tham gia bầu cử, bố trí cán bộ y tế đo thân nhiệt cho cử tri. Để triển khai cái công tác bầu cử đảm bảo về công tác phòng chống dịch bệnh của xã Giao An, chúng tôi thì báo cáo với các đồng chí là chúng tôi thứ nhất là tập trung chỉ đạo cho các tổ bầu cử dọn dẹp vệ sinh và trạm y tế phun tiêu độc khử trùng cho đến sáng nay 20 tháng 5 là cơ bản 100% tổ bầu cử đã phun, và tuyên truyền cho người dân và cử tri biết về vấn đề tính cấp bách của việc phòng chống dịch Covid. Thì chúng tôi đã cho các thành viên trong tổ bầu cử và ủy ban bầu cử cũng như là ban chỉ đạo về phòng chống dịch của xã đã xuống đến tận các điểm, các khu dân cư để tuyên truyền cho người dân biết. Và cho đến 7 ngày hôm nay thì chúng tôi đã chuẩn bị là mỗi một tổ bầu cử là 2 đến 3 hộp khẩu trang và 3 lọ sát khuẩn cũng như là 2 máy đo thân nhiệt. Kèm theo đó thì là phân công các thành viên trong ban chỉ đạo cũng như là nhân viên y tế là xuống túc trực, rồi là dẫn giãn cách xã hội, cứ mỗi cử tri là cách nhau 2 mét trước khi vào phòng bỏ phiếu, kể cả trong phòng bỏ phiếu. Vì vậy mà công tác phòng chống dịch thì chúng tôi đã triển khai cho đến bây giờ là cơ bản đã hoàn thành theo cái quy định. Cũng theo lãnh đạo xã Giao An, xã đã xây dựng kịch bản cho tình huống thứ nhất là khi trên địa bàn xã chưa có ca nhiễm đầu tiên, và tình huống thứ hai là trên địa bàn xã có ca bệnh đầu tiên nhiễm COVID-19. Cùng với đó, xã cũng có phương án hướng dẫn cử tri đang cách ly tại nhà bỏ phiếu theo quy định, thành lập tổ y tế cho các tổ bầu cử, phân công cán bộ đo thân nhiệt, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại các điểm bỏ phiếu, hướng dẫn công tác phòng chống dịch cho cán bộ làm công tác bầu cử. Xã cũng chỉ đạo các thôn bản tăng cường nắm tình hình sức khỏe, hướng dẫn khai báo y tế phù hợp cho 100% cán bộ làm nhiệm vụ phục vụ bầu cử và cử tri đến bầu cử, đến từng hộ gia đình tuyên truyền về bầu cử cũng như các quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua thực hiện, các thôn trên địa bàn xã đã cơ bản thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống dịch COVID-19. Để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 thì ban thôn đã tuyên truyền đến tất cả mọi người dân và cử tri khi đến bầu cử bỏ phiếu thì phải đeo khẩu trang, và khi vào cổng thì phải thực hiện sát khuẩn tay, rửa tay bằng nước sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn khi lên phòng bỏ phiếu. Với sự chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế, làm tốt công tác tuyên truyền thông tin để cử tri nắm được các biện pháp phòng chống COVID-19, kiên quyết không để phát sinh các tình huống phức tạp ảnh hưởng đến công tác bầu cử. Tin tưởng, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Giao An sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội của toàn dân.